Gia Lộc nha. Thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video làm đèn giờ sáng gắn cái mặt nạ nha các bạn. Ok, let's go. Thì ok, bây giờ mình cũng mới cắt xong được cái lỗ này nè các bạn. Đó, giờ mình vỗ lại nữa nha các bạn. Lấy vỗ mình rửa tay nè. Mình vỗ sơ cho nó tròn lại, tròn lại xung quanh này nha các bạn, để gắn vừa cái này, gắn vừa cái lỗ này nha các bạn. Ok, mình vỗ nha. Sau khi mà mình đã dán cái keo AB này vô rồi các bạn, thì mình giờ mình chà nhám nha các bạn. Thì các bạn nước đầu tiên các bạn chà nhám á, để mình xả cái lớp cái bề mặt này trên cho nó mịn lại. Giống bên đây là mình đã xả rồi một bên rồi nha các bạn. Đó thì ok, giờ thì mình lấy cái giấy nhám, giấy to các bạn, đây là 180 nha các bạn. Đây nhám này là nhám 180 nha các bạn. Thì nó cái cát nó to hơn để mình xả cái nhám này cho lẹ. Sau đó rồi mình lấy cái nhám mình xả lại, sau đó mình sơn nha các bạn. Đây, cái nhám này là cái đá ngàn rưỡi. Đó là nhám này nhám nước nha các bạn. Thì mình bỏ vô nước mình xả cho lẹ. Đó. Xả lại cho nó mịn. Rồi mình đã xả một bên đây là nó mịn này nè các bạn. Thì các bạn nhớ bỏ vô nước xả nha các bạn, xả nhám cho nó mịn, thì nước thì nó sẽ làm cho cái bề mặt của nó nhanh, xả nó nhanh hơn các bạn. Thì cái này là mình xé ra để mình ngâm nước nha các bạn, và lát mình xả cho nó mịn luôn. Mịn xong rồi để cho nó khô. Coi xong rồi bước đi chỉnh tiếp theo là mình sơn nha các bạn. Ok, thì các bạn theo dõi mình xả nhám nha. Thì các bạn tốt hơn thì các bạn bỏ thêm miếng xà bông vô nha các bạn, để mình bỏ miếng xà bông vô để cho nó cái độ trơn á, cho nó mực hơn á các bạn. Xả nó nhanh hơn nha các bạn. Giờ mình xả nha. Các bạn xem mình xả nhám nha. Thank you.
chế xong rồi các bạn đó. Mình chế xong rồi phải không? Sơn xong rồi giờ mình sẽ canh cái trời sáng nha các bạn. Thì đây đó, mình cũng có gắn sẵn đây nè các bạn đó, các bạn thấy không đó. Giờ mình canh cái độ xéo nó xuống nha các bạn. Đó là mình sẽ cho các bạn xem cái độ xéo của cái mặt nạ và cái trời sáng nha. Các bạn thấy độ xéo không? Nó hơi xéo xéo xuống nha các bạn. Các bạn nhìn vậy các bạn thấy hơn rõ không? Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ dán, mình dán cái silicone nha các bạn. Thì mình mua cho silicone này nha các bạn. Mua cho silicone này mình dán nha các bạn. Thì các bạn theo dõi mình dán nha. Cũng đã khô nha các bạn nè, mình giờ vô nó cũng không dính luôn nè các bạn. Đó là nó cũng đã khô nha. Thì sau một keo này thì sau một tiếng nha, sau một ngày chứ, thì mình để cho nó khô một ngày thì nó sẽ khô hẳn rồi nha các bạn. Đó thì ok, giờ mình sẽ ráp lên xe nha. Đó, cho các bạn coi cái phần trước nè. Tại vì hôm qua mình dán á, mình dán nó còn ướt á, mình không có lật lại được, sợ nó cái đèn giờ sáng nó xúc ra. Giờ mình dán này nè, mình tắt luôn nó cũng không xúc nè các bạn. Đó, giờ các bạn thấy đẹp chưa? Đó, ok. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình cũng nói luôn là mình có nhận làm cái mặt nạ này luôn nha các bạn. Thì mình làm cái giống y chang như vậy luôn nè các bạn. Đó thì bên mình thì mình cũng có nhận luôn nha các bạn. Thì ai mà xem video của mình á, mà xem video của mình mà làm không được á, thì mình nhận làm luôn nha các bạn. Thì mình làm với mục đích là cho các bạn chơi thôi. Thì giá của mình làm thì nó rẻ hơn ở ngoài mấy người kia làm rất nhiều nha các bạn. Thì nó cũng không tới một triệu đâu. Thì ở ngoài người ta làm á, thì tới 1.2 triệu, 1.4 triệu rồi nha các bạn. Người ta ở ngoài làm được cái mặt nạ gắn lên trời sáng, gắn lên mặt nạ này nè, là tới 1.2 triệu và tới 1.4 triệu rồi nha các bạn. Thì mình làm cho các bạn chơi với giá sinh viên thôi, chỉ vài trăm ngàn thôi nha các bạn. Đó, thì mình làm là chủ yếu là mình lấy công thôi, chứ không phải là mình làm để buôn bán hay kinh doanh gì hết nha các bạn. Thì mình làm cái này thì ai muốn sơn theo cái màu xe của mình á, thì mình cũng sơn luôn cho các bạn nha các bạn. Đó,
thì ai muốn sơn màu gì thì mình sơn màu đó luôn nha các bạn. Đó thì cái mặt nạ này á thì mình làm với các dòng xe nha các bạn. Thì xe nào mà có cái mặt nạ mà theo kiểu ý giống vậy nè, đó thì mình đều làm được nha các bạn. Thì mặt nạ zin thì ai mà làm, đâu có ai mà làm mặt nạ zin đâu đúng không các bạn. Thì mình chỉ nhận làm cái mặt nạ ý này thôi nha các bạn. Thì mặt nạ zin thì ai muốn làm thì mình cũng làm luôn nha các bạn. Thì mình sợ là mình làm cái mặt nạ zin cho các bạn rồi các bạn khó mua á, thì cái mặt nạ zin rất là mắc nha các bạn. Cái mặt nạ zin á nó rất là mắc, thì ít ai mà lấy mặt nạ zin ra để chế mũ không lắm nha các bạn. Thì thường thường là người ta lấy mặt nạ đồ chơi xe như vậy nè đó, mình người ta làm nha các bạn. Thì ok thì đó, thì mình làm ra được như vậy rồi nha các bạn. Thì ai mà nếu như mà các bạn có trời sáng mà không có mặt nạ thì mình cũng nhận mua luôn nha các bạn. Mình mua mình làm xong rồi gửi về cho các bạn làm nha. Các bạn dán và các bạn canh trời sáng nha các bạn. Đó. Thì còn mà nếu mà ai mà có mặt nạ, có trời sáng mà trời sáng của bạn gắn ở ngoài á, đó, thì các bạn gửi cho mình cái mặt nạ này đi và đo luôn cái kích thước của cái trời sáng của bạn đang có, thì gửi qua cho mình sẽ biết cái kích cỡ nó bao nhiêu á, thì mình sẽ làm cho các bạn nha các bạn. Đó, thì làm xong thì gửi lại cho các bạn nha. Đó. Giờ mình sẽ quay slow motion cận cảnh cho các bạn xem nha. Thì mình cũng vừa mới gắn lên chiếc xe xong rồi nha các bạn. Thì cái clip sau mình sẽ có thêm một clip nữa là mình sẽ test ở ngoài đường cái độ sáng của cái trời sáng này mà gắn lên xe nha. Trước nha. Thì các bạn thấy không? Độ sáng của chiếc xe nó như vậy nha các bạn.
sau khi mình đã lên đàn rồi nè, đó là các bạn xem rồi nha, đó các bạn thấy nó sáng ghê không? Các bạn thấy nó sáng ghê không nè? Đây là cái độ sáng của cái đàn trên đây nha các bạn. Còn cái đàn dưới đây nè, các bạn thấy nó sáng ghê không? Nó sẽ lan ra nha các bạn. Nếu mà mình không gắn cái chợ sáng, không gắn cái này vô á, cái chợ sáng không á các bạn, thì nó sẽ gom lại nha các bạn. Thì mình gắn cái này vô như mình nói á, nó sẽ lan ra cho các bạn. Đó, các bạn thấy nó lan ra không? Đó, thấy một cái đường tròn tròn nè các bạn. Đó, giờ tiếp theo nha các bạn.